xe đạp điện 8 triệu cho học sinh thiết kế trẻ trung năm 2021. Xe đạp điện là phương tiện di chuyển quen thuộc trong đời sống ngày nay, đặc biệt đối với học sinh và sinh viên. Hiện nay, thị trường có nhiều mẫu mã, kiểu dáng và thương hiệu xe đạp điện khác nhau. Hôm nay, xe điện Bibai sẽ tổng hợp cho bạn một số mẫu xe đạp điện giá 8 triệu đang thịnh hành. Tốt nhất hiện nay, 1. Xe đạp điện BMX khung sơn vành 22 inches, xe đạp điện BMX nhỏ gọn, thân thiện môi trường và thuận lợi khi di chuyển trên đường phố đông phương tiện qua lại. Khung xe được bao bọc lớp sơn tĩnh điện cho độ bền cao, trang bị giỏ xe trước có kích thước rộng rãi. Sản phẩm có thời gian sạc từ 6 tháng 8 tiếng với quãng đường 40 đến 50 km trên một lần sạc. Ngoài ra, BMX có động cơ 250W với 3 pha cho vận tốc tối đa lên đến 40 km/h cùng khả năng leo dốc 30 độ. Giá tham khảo 8 triệu đồng. 2. Xe điện Mini MyBike, đây là phiên bản thế hệ mới được thiết kế gắn thêm ghế ở phía sau và một ghế phụ cho trẻ em. Với tải trọng 120 kg thì người dùng có thể dễ dàng chở được tối đa 3 người. Sản phẩm vẫn có đầy đủ các tính năng được kế thừa từ mẫu 2018. Hệ thống đèn xe đạp trang bị công nghệ LED, đèn xi nhan, hộp số hiển thị tình trạng pin, phanh ABS và chức năng gấp gọn gàng xe khi đi du lịch. Bên cạnh đó, xe có động cơ công suất 350W, vận tốc 25 km/h và quãng đường 25 km. Giá tham khảo 5,2 triệu đồng. 3. Xe đạp điện Braca E4. Với dòng xe đạp điện khoảng 8 triệu, Braca E4 là sự lựa chọn hàng đầu với động cơ được đặt ở bánh sau giúp xe vận hành mượt mà nhưng vẫn không tốn quá nhiều điện năng. Bình ơ quy lắp đặt dưới phần yên xe nên tiết kiệm được khá nhiều diện tích, giỏ xe chất liệu cứng cáp và có nắp đậy bảo vệ đồ dùng khi chứa đựng. Trang bị hệ đèn LED chiếu sáng tốt, chỗ để chân chống trơn trượt có khoảng cách phù hợp và yên xe có thể điều chỉnh cao thấp linh hoạt. Giá tham khảo 8,3 triệu đồng. 4. Xe đạp điện Tenbai Nizia nằm trong danh mục xe đạp điện Nizia sở hữu kiểu dáng cứng cáp. Trang bị động cơ mạnh mẽ với công suất 250W cho tốc độ tối đa lên đến 50 km/h và quãng đường xe đi được trên một lần sạc đầy là 60 km. Hơn nữa, sản phẩm thuộc phân khúc xe đạp điện 8 triệu sử dụng loại pin lithium tuổi thọ cao nên giúp xe có công suất và độ bền cao. Ngoài ra, đây là sản phẩm nằm trong top 11 xe điện tốc độ cao, tính năng an toàn. Giá tham khảo 8,5 triệu đồng. 5. Xe đạp điện Giant M133L, đây là sản phẩm xe đạp điện dưới 8 triệu được đánh giá tốt nhiều năm trở lại đây. Giant M133L có hệ thống phanh đĩa đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, chỗ để chân thoải mái cho người lái. Hơn nữa, sản phẩm còn có các loại phụ kiện xe đạp khác nhau, bình ơ quy 48V, 20A, công suất 250W cho vận tốc cũng như quãng đường lần lượt là 30 km/h và 40 km một lần sạc. Bên cạnh đó, xe còn có các chức năng như giảm sóc trước, tự động ngắt điện sạc khi pin đầy. Yên xe thiết kế ngồi thoải mái, chắn bùn. Giá tham khảo 8,2 triệu đồng. 6. Xe đạp điện Aima Moka. Mẫu xe được lắp đặt giảm sóc sau giúp xe vận hành êm ái khi di chuyển qua nhiều địa hình khác nhau. Khả năng tải trọng đến 140 kg và có thể chở tối đa được 2 người. Xe sử dụng động cơ tác động trực tiếp lên bánh sau. Thắng cơ an toàn điều chỉnh tốc độ cùng khóa xe chống trộm đảm bảo tài sản cho chủ sở hữu. Thêm vào đó, Mocha Aima được lắp bánh trước với chất liệu vành đúc hợp kim cứng cáp, giỏ xe hợp kim thép tạo sự sang trọng và có chỗ để chân phù hợp thể trạng người Việt. Giá tham khảo 7,45 triệu đồng. 7. Xe đạp điện Giant 133S Mini, xe đạp điện 8 triệu đến từ thương hiệu Giant với phiên bản Mini sẽ có nhiều tính năng được cải tiến. Đầu tiên, phần yên xe dài hơn so với bản cũ, hệ thống đèn LED chiếu ánh sáng tốt hơn, khả năng tiết kiệm điện tối ưu. Động cơ xe đạt 350W với 4 bình ơ quy 12A cho vận tốc đến 35 km/h và có quãng đường 45 km. Thiết kế gọn nhẹ, trọng lượng không quá nặng và có chiều cao khá thấp nên xe thích hợp với người có nhu cầu không đi lại nhiều. Giá tham khảo 7,2 triệu đồng. 8. Xe điện Nike Bike Q9. Nike Bike Q9 sẽ là mẫu xe đạp điện dưới 8 triệu bạn không thể bỏ lỡ với thiết kế đẹp mắt cùng mức giá thành phù hợp. Mẫu xe được sản xuất 4 màu sắc phù hợp với thị hiếu hiện nay cùng thiết kế hơi hướng cổ điển. Gọn nhẹ sẽ giúp người dùng dễ di chuyển trong thành phố. Nike Bike Q9 có công suất 350W giúp xe vận hành êm ái với vận tốc 40 km/h cùng quãng đường 40 km và khả năng đi dưới trời mưa thuận tiện.
giá tham khảo 6,8 triệu đồng. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe đạp điện trong tầm giá 8 triệu và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bike.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện Bi-bike để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.